Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á mình cũng không có nấu ăn ở nhà nha. Mà nãy mình đi ra ngoài đường phố mình á, ở quê của mình á, thì mình mua những cái món ăn này nè, là những cái món ăn vặt thôi nha. Toàn là bánh mì thôi, nhưng mà nó có nhiều kiểu khác nhau á, là mẫu mã nó khác nhau, nhưng mà cái mùi vị nó như thế nào nha. Hôm nay mình quay lại cái thời trẻ trâu, mình ăn bánh mì với lại ăn bánh tráng trộn rồi với lại uống trà sữa. Trà sữa nha, trà sữa trân châu. Trà sữa trân châu thập cẩm. Tại vì mấy cái ngày Tết Tây á, hai vợ chồng mình quá bận đi, thì hôm nay mình ăn vặt là ăn Tết Tây muộn nha. Tại vì mình không có thời gian, cỡ gài gia đình mình cũng có công chuyện lu bu nên mình không có thời gian nấu nướng. Rồi sẵn Tết Tây này, hai chồng mình mua những cái món ăn vặt nè, ở chỗ mình bán á, là có những cái món ăn vặt á. Hôm nay là ăn bánh mì nhưng mà có nhiều loại kiểu khác nhau. Bánh mì này thì nó có trứng cút ở trong á. Nó có trứng cút ở trong nè. Ôi, cái bánh dễ cưng quá. Mình mua mỗi cái một loại để ăn cái mùi vị như thế nào. Thì bánh mì thì cái nào cũng vậy thôi, nhưng mà nó kiểu cọ với lại hình dáng thì nó khác nhau. Cái này thì ra ngoài ngoài đường á, mua mấy cái bánh này chắc quay rất là ngon luôn á, thấy rất là ngon luôn. Mình bánh mì nhưng mà mình lấy mỗi cái một thứ. Bánh mì này là bánh mì giống như cái bánh bông lan vậy đó, nhưng mà nó làm bằng bánh mì á, nhìn rất là bắt mắt. Wow. Cái bánh này lạ nè, lạ với mình nha. Thì mình chưa ăn cái bánh lần nào á. Tại vì ở nhà mình nấu ăn thường xuyên không à, không có ra đường ngoài đường phố á mua, thì hôm nay mình là lần đầu tiên ra đường phố ăn những cái món ăn vặt này nè. Đây là bánh mì có hai cái trứng luôn nè. Trứng này là trứng gà, hai cái trứng gà ở bên trong luôn. Rất là ngon không? Một cái thì trứng gà, còn một cái thì... Đây cũng là bánh mì luôn, nhưng mà bánh mì ở bên trong là trứng muối á. Trứng muối với lại trà bông á. Cũng là bánh mì nhưng mà ở bên trong của nó là trứng muối với lại trà bông. Cũng là bánh mì đó luôn. Wow, thơm phức luôn. Còn một cái bánh mì nữa mà không biết mấy bạn sinh viên á, rất là thường ăn cái món này luôn. Hầu như là trước cửa trường đại học á, là ai cũng nếu như đã học trường đại học là sinh viên đều ăn cái món này hết. Đây. Wow, quá hấp dẫn luôn. Đây là bánh mì nè, bánh mì nướng xúc xích với lại trứng cút với lại trà bông, đậu phộng, rồi tương ớt, súp mayonnaise. Quá là thập cẩm luôn á. Hôm nay là mình ăn bánh mì nhưng mà có một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy loại. Là là 7 loại bánh mì. Ôi, món nào cũng rất là ngon luôn. Thế sao? Tại mình cũng ít ra đường phố ăn vặt lắm. Hôm nay là đột xuất lần đầu tiên luôn á. Còn đây nè, mấy bạn trẻ trâu, mấy bạn thích rất là thích. Lớn nhỏ gì ai cũng thích ăn bánh tráng trộn. Wow. Bánh tráng trộn có hai cái trứng cút với lại bọt khô. Nhóc loại hết trơn. Hôm nay ra ăn là món rất là nhiều luôn. Rồi, đây, trà sữa trân châu. Ăn xong rồi, bà cái này ăn khát nước lắm. Khát nước thì phải uống sữa trân châu vô. Đó, rất trà là sữa ngon. Trân châu. Rồi, từ từ thưởng thức thôi. Món nào cũng ngon hết á. Ôi, cái bánh mì đâu mà lạ quá. Để mình thưởng thức cái bánh này như thế nào nha. Bạn ơi, đó, bánh mì mà làm chà bá luôn nè. Ôi. Mời các bạn cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Rất là nhiều món ăn vặt luôn á. Mình không có ăn ở ngoài đường, mình mua về nhà mình ăn cho nó tiện hơn. Cầu đâm vô là có uống ngay. Wow, chuẩn bị trước. Tại bánh này ăn rất là hóc, rất là khô, cần phải có nước lận. Ăn được cái bánh này hả? Nó thơm rồi nó... Có cái phần đường nó gắt ở trên nữa. Thơm vừa ngọt, ngọt nhẹ chứ không có ngọt mạnh.
Ăn đi em. Rất là nhiều món thưởng thức. Cái này là toàn là bánh mì hết, nhưng mà mẫu mã thì nó khác nhau thôi, chứ cũng làm từ bánh mì. Thì hôm nay hai vợ chồng mình ăn cái món ăn vặt này là ăn Tết Tây muộn. Tại mấy ngày ngay cái cận mà Tết Tây á, thì hai vợ chồng mình mất công chuyện lu bu rồi mà, thì không có với cái là mình không có ra một cái clip nào hết trơn, rất là lâu rồi. Thì hôm nay mình không đi giăng câu, cũng không có quay về nấu ăn, mà món ăn vặt ngoài đường phố thôi. Mình mua mấy cái bánh mì này ở chỗ mình hết trơn, có ở gần chỗ mình là gần trường đại học á, nên có bán đồ ăn vặt rất là nhiều luôn á. Hồi nãy hai chồng mình đi quay, nhưng mà quay chỗ mấy cái chỗ người ta bán, tìm nhìn ta rất là nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Trong cái sự cách của người ta làm á, mà mình nhìn thấy thôi là mình đã thèm rồi. Tại mình đi gần chỗ mà trường đại học Đồng Tháp, ở chỗ đó là sinh viên nó ăn vặt rất là nhiều, thì mình ra đó thì những cái món ăn này bán rất là nhiều luôn á, mình sẽ mua gì mà thưởng thức thôi. Này, chiêu đãi gia đình của mình đó, mấy đứa con mình cũng rất là thích mấy cái bánh này. Cái bánh này rất là mềm luôn, nó mềm giống như là bánh bông lan vậy đó. Tuy gần bánh mì nhưng mà mềm y chang như bánh bông lan luôn, rất là tươi xốp luôn. Bỏ đi. Món này, ôi hai cái trứng gà bá luôn á. Có hai cái trứng gà luôn. Còn rất là nhiều món ăn vặt nữa, nhưng mà mình hôm nay mình chỉ mua bánh mì thôi. Có trứng gà nướng nè, rồi với lại bắp xào nè, với lại con mai que. Bánh mì này có xúc xích luôn. Hôm nay ăn là bánh mì, nhiều bánh mì lắm. Có miếng xúc xích luôn nè. Để mình bẻ chú heo này ra coi trong cái chú heo này nó có cái gì nha các bạn. Wow. Cái nhân ở trong nè. Nhân hình như là nhân đậu xanh phải không? Nhân này là nhân đậu xanh. À, đậu xanh nó ngọt á. Nhân đậu xanh. Đậu xanh với dừa. Cái bánh hồi nãy á, cái bánh này á thì ăn nó có hậu ngọt. Còn cái bánh này là gọi như là loại bánh mặn, là có xúc xích với là trà bông. Ôi, ăn hốc quá. Một, hai, ba, vô. Mời các bạn luôn. Em đã ở đây nè, các bạn thấy không? Đây à. Đó. Ăn ba cái đồ này, đồ bánh mì là hàng hàng khô không hóc không à, cần phải có trà sữa để mà chị nó không có này là hơi khô hỏng á. Nó cứ nhắc luôn rồi. Nó đã. Mình sẽ thử ăn cái món bánh mì nướng này nha. Bánh mì nướng hồi nãy ở trên bếp người ta làm nó giòn gụm luôn á, mà mình quay mình thấy rất là thèm luôn. Vì nhà hơi mềm mình á. Ý là kế bên nhà mình chả gì đây cũng hơi mau đó, nhưng mà là cái lò bánh mì này nó cũng dễ mềm á. Có trà bông với trứng cút, đậu phộng với lại súp mayonnaise với tương ớt. Mời các bạn đi. Mời các bạn nha. Rất là ngon luôn. Ui nhảy. Mời các bạn nha. Hôm nay là đại chiến bánh mì nha. Đại chiến bánh mì, nói chung là đủ loại bánh mì luôn á. Có đậu phộng vô ăn nó giòn giòn thơm thơm. Với có mùa hành á, có mùa hành vô cũng thơm ngon á. Hành phi. Còn nhiều món quá. Tráng nữa nè.
Thưởng thức từ món đi. Còn bánh mì nữa. À, cái loại này là bánh mì phô mai quá. Không, bánh mì này có dừa ở trong á. À, bánh mì nhân dừa. À. Có dừa ở trong. Để mình tách cho con dừa nó cái gì nha. Wow. À. Bánh mì nhân dừa. Ngọt. Ngọt với phần dừa á, dừa cái hũ dừa mà dừa non á, nó thơm. Bánh tráng. Có khô gà. Khô gà với khô bò với trứng cút. Ăn tiếp các bạn ơi, còn nhiều quá. Tết Tây á, mọi người đều đi chơi nhưng mà hai chồng mình không có đi chơi được, có công chuyện không có đi chơi được nên hôm nay ăn Tết Tây muộn, mua bánh về rồi hai chồng ăn cho vui vẻ. Mua về cùng gia đình ăn rồi tại mình có hai đứa con nhỏ thì không có quay chung mình được, thì mình chỉ quay hai chồng riêng thôi. Còn lát các cái bánh này là sau này để cho các con mình sẽ cùng thưởng thức với mình sau nữa nha. Còn bây giờ mình cho ăn từ món tiếp tục đi. Món bánh tráng này á, khi còn nhỏ nhỏ đi học là ăn bánh tráng này thường xuyên. Cay. Nó cay với lại có xài nó chua chua, có rau găm nó thơm nữa. Rất là ngon. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Khô bò, khô gà. Quá. Tại vì mình nấu á, khi mình nấu á, hai vợ chồng mình nấu rất là lu bu đó. Thì hôm nay mình với cái mình cũng bận công chuyện đó, thì cũng mới về thôi. Cái sẵn đó cái mua luôn. Mua để mà gia đình mình ăn Tết muộn. Mấy ngày Tết rồi không có chở vợ con đi chơi được, với cái mùa này cũng có hay dịch bệnh đó. Thì cũng hạn chế đi ra đường. Ăn nó cay dữ ạ, thấy ớt lừ cho anh kìa. Ăn cái này nó cay cay, ăn mới ngon. Tại vì mình ăn ớt dở quá, thấy ớt lừ trong chấm, giờ mà ăn ớt giỏi hơn mình ăn tệ. Bánh mì, trứng vịt hay trứng gà gì không biết luôn. Trứng gà. Trứng gà luôn. Trứng cút. Bánh mì trứng cút. Còn đây bánh mì nhân dừa. Còn này bánh con heo. Bánh con heo nhưng đậu xanh. Rồi còn bên đây là trứng muối, bánh trứng muối với lại còn đây bông. Là bánh trứng muối và trà bông nữa, từ từ thưởng thức sau nữa. Ở chỗ mình gần trường đại học nên bán đồ ăn vặt rất là nhiều. Đây. Thêm một món nữa. Bánh này hay chín hay ớt nha. Wow. Rất là thơm luôn á. Nó có cái gì ở trứng giữa. Cái gì sốt sốt, cái sốt gì nó sệt sệt trứng giữa. Không. Là cái gì? Mà cái vị nó như là cái loại bánh bông lan vậy đó. Có bánh bông lan. Nhưng mà cái gì sốt sốt. Cái gì nữa? Không biết, mình không biết cái gì trong đây luôn á. Nhưng mà ăn cảm giác rất là ngon. Bánh nó mềm mà nó xốp nữa. Rồi trà bông nữa. Ăn thử miếng rồi em. Rất là ngon. Thơm. Để mình ăn cái xốp không biết xốp gì luôn mà nói chung là rất là vừa miệng, rất là ngon. Thêm một miếng cái trứng cút coi.
Ăn đầy đủ món luôn. Mấy cái món này hồi nãy chồng mình ở ngoài sông mới về á, rồi rủ chồng đi mua mấy món ăn vặt rồi sẵn rồi quay clip cho các bạn luôn. Lễ thì mình không có đi đâu chơi, với lại mình cũng không có nấu ăn gì được, nên mua mấy món này sẵn về ăn rồi quay cho các bạn xem luôn. Là bánh mì thì nó có, các bạn cũng biết rồi, thì bánh mì nó cũng bánh mì nào, bánh mì thì cũng là bánh mì thôi, nhưng mà kiểu cọ của nó thì khác nhau, nhiều khi cái mùi vị của nó cũng làm trong cái bánh mì cũng khác nhau, nên mình mua giới thiệu cho các bạn thôi, vậy thôi. Với lại tới Tây thì mình cũng chúc cho các bạn ước sao năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, mà ăn phát tài phát lộc, với lại tiền vô đầy tủ, vàng đựng thì đầy lu. Nói chung là mình đón Tết Tây thì cũng khoảng chừng khoảng một tháng mấy thôi là đến Tết ta của mình này, Tết Nguyên Đán của mình đó. Cái mùi nhân đậu xanh với nó thơm ngon. Cái này mình mua cái mình uống nước trà, mình ăn mình uống nước trà cũng được. Toàn là món những ăn món ăn vặt là ngon không, cực kỳ ngon. Trà sữa thì trà sữa này trà sữa thập cẩm. Đồ bổ không ạ. Uống trà sữa này mập cho lên cân luôn, đảm bảo cho chồng. Hôm nay chồng cực khổ mệt mỏi quá nên hôm nay mua đồ tắm bổ. Các bạn ơi, thì hôm nay á hai vợ chồng mình chia sẻ về những cái món ăn vặt này ngoài đường phố, tuy nó cũng không có cao sang gì nhưng mà cũng là một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ cho gia đình của mình ăn một Tết Tây muộn, nhưng mà muộn nhưng mà vui. Thì các bạn có xem cái video này nếu thấy hay và hữu ích, và thì hãy nhớ like đăng ký ủng hộ hai vợ chồng mình để cho hai vợ chồng mình có nhiều cái động lực để mà ra những cái video hay cho các bạn cùng xem đó nha. Thì đến đây thì hai vợ chồng mình xin chào các bạn nha.